Xin chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú chị liên hệ hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại đang là buổi tối của ngày 23 tháng 7 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có rất là nhiều những cái dòng hàng lan mới về đẹp nhé, để giao lưu cùng cô chú chị và các bạn với cái giá cực kỳ là yêu thương luôn ạ, trong buổi tối ngày hôm nay. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho người phát hàng, xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Và cái cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Thì đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan dáng hương đuôi sóc ạ. Cô chú anh chị có thể thấy là hàng tươi roi rói luôn ạ, căng mướt, lá xanh căng mướt và hàng lá xếp rất là đẹp như thế này nha cô chú anh chị. Chỉ cần ghép khoảng tầm 1 tuần thôi là cây đã có thể ra rễ rất là tuyệt vời rồi. Váy rắn hương đuôi sóc này em đang bán với giá chỉ 120.000 trong 1 kg thôi. Và em sẽ bán ngay từ 0,3 kg. Và một cái lô rắn hương tam bảo sắc này cô chú anh chị này, hàng về căng tươi mới rất là đẹp như này này. Cây không có lớn cô chú anh chị ạ. Về cô chú anh chị mình có thể ghép trụ trồng chậu hay là bó lên những cây xung quanh nhà. Đến mùa hoa sẽ cho cô chú anh chị mình những giò hoa thơm ngắt. Cái mùi hương thơm tam bảo sắc này là một cái loại lan mà vừa dễ thuần dễ chăm mà lại không kém cạnh gì cái mùi hương của dòng hoàng nhạn luôn cô chú anh chị ạ. Nên là với bản thân em thì phải nói là yêu lan từ khi mà được thưởng thức cái mùi hương của dòng tam bảo sắc. Cả cái lô này em đang bán với giá chỉ 45.000 thôi nhá. Một cái lô dáng hương tam bảo sắc nhiều như vậy với giá chỉ 45.000 thôi ạ. Sau này đây sẽ là cái dòng lan dáng hương Hải Yến, với dòng lan mà có sắc hoa tím ngọt ngào rất là quyến rũ luôn. Ở đây thì em đang có 2 cái lô Hải Yến này. Lô này gọi là lô số 1 nhé cô chú anh chị nhé. Đó, khá là nhiều những cây lớn như này này. Đó, có hơi bị cái chỗ này thì có vài cây nó có bị hơi lỗi ngọn một chút xíu. Lô này xin phép được bán 30.000 con lô Hải Yến này. Lô tiếp theo lô số 2 này, lô này có cây mẹ con luôn này cô chú anh chị này. Đó, cây mẹ con, cây à cây này bị đây cây mẹ con, cây này bị lỗi ngọn, hiện tại đang mọc lên ngọn mới rồi. Lô này em bán với giá 20.000 nhé cô chú anh chị nhé. Em bán kèm hàng đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan tiểu hồ điệp. Cô chú anh chị có thể xem nhiều phiên live, nhiều nơi live thì em dám khẳng định rằng là ít khi mà có cái lô tiểu hồ điệp nó đẹp như thế này, cây to như thế này. Bởi vì cái lô tiểu hồ điệp này là lô mà chọn từ cả tạ hàng thì mới được có khoảng tầm chục cân hàng cây lớn như vậy thôi nhé. Nói là tiểu hồ điệp nhưng mà cô chú anh chị có thể thấy là một cái vòi bông của nó có thể dài khoảng tầm 40 cho đến 50 cm. Khi mà sổ hoa với đủ sắc màu như là một cái bản hòa tấu của sắc màu luôn cô chú anh chị ạ. Và cái dòng lan tiểu hồ điệp ngay từ thân lá cô chú anh chị cũng có thể thấy là thể hiện đủ sắc màu rồi đúng không ạ. Hiện tại đang nụ đang hoa là cái mùa ghép rất là đẹp luôn với dòng lan tiểu hồ điệp này đây. 130.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Hàng phải nói là đẹp mê. Và em bán ngay từ 0,3 kg với số tiền hơn 30.000. Cô chú anh chị có thể sở hữu trồng những cái chậu lan tiểu hồ điệp, những cái giò lan tác phẩm rất là đẹp luôn rồi ạ. Cái dòng tiểu hồ điệp ạ. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng dáng hương hoàng nhạn. Cái cây hoàng nhạn này thì cô chú anh chị mình có thể lấy hàng rừng, hàng cân cũng được. Em bán 620.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg và với 0,1 nó sẽ dao động từ 4 cho đến 6 cây nhé cô chú anh chị nhé. 4 cho đến 7 cây. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình ở đây cho em cũng được. Riêng những cây lan hoàng nhạn rừng này thì đảm bảo là so với cái hàng vườn ấy nó không có được đẹp bằng, nhưng mà cô chú anh chị lấy về trồng thì chắc chắn một điều cây sẽ khỏe và nhanh hồi hơn rất là nhiều so với cây nhạn mà người ta đã trồng vườn nhé cô chú anh chị. Bởi vì khi mà người ta trồng vườn ấy thì hàng người ta sẽ chăm sóc rất là kỹ luôn. Chính vì vậy mà cô chú anh chị về sẽ không bao giờ chăm đạt như người ta. Về rất là khó mà cây hồi khó mà đẹp được cô chú anh chị ạ. Đấy, thì ở đây em có cô chú anh chị mua theo cân cũng được hoặc là mua theo hình cũng được. Hình này em gọi là cái hình số 1 đi. Cả cái lô này là 12 cây ạ. 12 cây cho một cái lô hàng hoàng nhạn như vậy. Và cái lô này em xin phép được bán có 75.000 thôi nhá. 75.000 cho lô hoàng nhạn số 1 ạ. Lô hoàng nhạn số 2, lô này là 10 cây. Đó, lô này 10 cây và em cũng sẽ bán là 75.000 nhá. Lô tiếp theo là lô số 3, hình số 3, hình này 8 cây. 8 cây thì em bán là 70.000 này.
chưa đến mỗi một cây 10.000, trong khi đó thì hàng rừng, hàng vườn về người ta trồng mỗi một cây lên giá vài chục nghìn một cây. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4 này. Hình này là có tổng tất cả là 11 cây ạ. Hình này em bán với giá là 80.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5. Hình số 5 này thì có 5 cây đẹp nhé, có chú ý chị nhé. 5 cây đẹp này em bán 80.000. Và sang hình số 6 ạ. Hình này thì em bán với giá là, hình này có tất cả là 5 cây ạ, em bán 70.000. Và hình số 7. Hình số 7 này lên đến 12 cây nhé, có chú ý chị. 12 cây này xin phép em được bán với giá sẽ là 85.000. Đó, cô chú anh chị mua cân cũng được mà mua theo hình ở đây cho em cũng được. Và cũng là cái dòng lan hoàng nhạn thì tiện đây em giới thiệu luôn đến cô chú anh chị. Đó là những cây lan hoàng nhạn An Ba. Cái dòng lan còn gọi là dòng nhạn va nhé cô chú anh chị nhé. Những cây lan nhạn hoa vàng lưỡi trắng ạ. Đó, hàng chuẩn hoa với cánh hoa vàng và cái lưỡi trắng rất là đẹp như thế này. Dòng nhạn đột biến nhé cô chú anh chị nhé. Và hoa thì phải nói là cái hương thơm của cái dòng này. Nhạn bình thường đã thơm rồi nhưng mà riêng những cây lan nhạn va này thì nó còn thơm gấp bội lần nữa. Cái mùi hương thơm của nó còn quyến rũ gấp rất nhiều lần nữa cô chú anh chị ạ. Và mỗi một cái cây nhạn như thế này nó đủ lớn, đủ trưởng thành để cho cô chú anh chị có thể cho những cái chùm hoa đẹp nhất rồi. Cây phải rơi từ 7 cặp lá trở lên cô chú anh chị ạ. Rơi từ 7 cặp lá trở lên rất là đẹp như thế này. Đó, làng hàng lá chỉ thiên xếp đều tăm tắp rất là tuyệt vời như vậy. Và một cái cây lan như thế này thì em đang để giá có 140.000 cho một cây thôi cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị hãy lấy cho em một cặp đôi hai cây đi ạ. Cô chú anh chị liên giò đến mùa hoa chắc chắn là cô chú anh chị có một cái giò hoa, một cái tác phẩm đẹp ngắm đã mắt luôn nhé. Một cái dòng hàng quá đáng sưu tầm luôn cô chú anh chị ạ. So với cái nhà vườn người ta khi mà người ta lấy những cái cây nhạn này về trồng vào chậu rồi ạ, một cặp đôi hai cây nhạn này không bao giờ dưới 500.000 cô chú anh chị ạ. Bây giờ mình có thể tự lấy những cây nhạn quá đẹp như thế này về để làm những cái chậu lan tuyệt vời cho sân vườn của nhà mình ạ. Dòng nhạn An Ba rất là đẹp như vậy nhé. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sang bên này sẽ là những cái cây lan, cái dòng lan Phượng Hoàng Lá Biên. Cái dòng Phượng Hoàng Lá Biên này một chậu như vậy giá có 45.000 thôi ạ. Chắc chắn khi cô chú anh chị sở hữu một cái chậu như vậy là sẽ làm cho không gian vườn trở nên sinh động và xinh đẹp, đẹp hơn cho không gian vườn đúng không ạ? Và cái hàng này thì không phải cô chú anh chị chơi thân lá đẹp đâu ạ, mà còn là một cái dòng lan với hoa xanh cốm và cái mùi hương thơm nhẹ nhàng rất là quyến rũ luôn đấy ạ. Có 45.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị, hàng thuần sẵn trong chậu như này này. Cô chú anh chị về chỉ cần đổi sang một cái chậu đẹp hơn để cho chậu lan của mình nhìn sang chảnh hơn là quá là tuyệt vời luôn rồi nhá. Và sang bên này sẽ là những cây lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Mỗi cây lan hồ điệp lá biên như vậy sẽ rơi từ khoảng tầm 3 cặp lá trở lên và rơi từ ít nhất là 2 vòi bông trở lên nhé. Em đang bán một cái chậu lan hồ điệp lá biên như vậy. Mỗi chậu lan hồ điệp lá biên như vậy đấy ạ, với giá chỉ có 45.000 cho một cây thôi. Và cái dòng này thì biên vàng rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị chỉ cần sở hữu giúp em một chậu thôi. Khi mà nó nở hoa ấy ạ, một ví dụ sẽ đã có một cái giò lan rất là tuyệt vời để thưởng thức hoa trong vòng trên 2 tháng rồi. Sang bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan hài. Đây là những cây lan hài dâu xanh ạ. Hài dâu xanh vừa rồi thì em có những cái giò lan hàng thuần sẵn mà hiện hàng đang nụ hoặc là đang hoa, thực sự nó rất là tuyệt vời với cái vẻ đẹp mang hình dáng chiếc hài lớn, khá là lớn và với hai chòm dâu xoăn tít ở bên cạnh rất là độc đáo luôn. Cái mặt hoa của dòng lan hài dâu xanh, cái độ bền của dòng hài bao giờ cũng trên từ ít nhất là một tháng trở lên ạ. Cái mùa bây giờ cô chú anh chị thấy là nó đang là mùa nụ mùa hoa nên chính là cái mùa ghép đẹp nhất trong năm nhé cô chú anh chị nhá. Cây hài dâu xanh mùa này cô chú anh chị trồng thì quá là yên tâm luôn. Cái mùa ghép rất là đẹp ạ. Em đang để giá có 90.000 trong 1 kg thôi. Em sẽ bán ngay từ 0,5 kg nhé cô chú anh chị nhá. 0,5 thì với 0,5 cô chú anh chị mình có thể làm từ ít nhất là 2 giò lan hài dâu xanh rất là đẹp cho sân vườn rồi. Và bên này đây cũng là cái dòng lan hài. Thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan hài Henry. Những chậu lan hài Henry này thì tất cả, đây em đang có một cái phần hài Henry. Phần này thì em đang bán với giá là 35.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Dạ, hài Henry ạ. Mang hình dáng chiếc hài màu tím hồng rất là xinh như vậy, cánh sáp bóng, cực kỳ là bền hoa. Hòa và bây giờ đang là mùa nụ nên là cô chú anh chị mình yên tâm ghép cho em. Đây, cả lô này 35.000 cô chú anh chị về làm được ít nhất là phải tầm 3 giò. Hoặc cô chú anh chị nếu như lười chăm mà muốn có ngay một cái giò lan đẹp trọn vẹn để thưởng thức hoa thì cô chú anh chị có thể sở hữu cho em những giò đã thuần sẵn này cô chú anh chị này. Cô chú anh chị có thể là thấy là hiện tại đang mèo nụ rất là xinh như thế này rồi nhá. Đây,
Tất cả mọi chậu lan hài Henry này đều đang mèo nụ rất là đẹp rồi. Đẹp 100% là chậu nào cũng đang có mèo nụ cho cô chú anh chị mình. Và một cái chậu lan hài Henry như vậy ạ, thì em xin phép được bán với giá chỉ có 100.000 cho một giò thôi nhé cô chú anh chị nhé. 100.000 cho một giò thôi. Đó, đây, cái chậu này gọi là chậu số 11 này, chậu số 10 này, chậu số 9 và chậu số 8. Đồng giá tất cả những chậu lan hài Henry này là giá là 100.000. Và bên này sẽ là những cái chậu lan hài Helen, mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Một cái dòng lan mà ai đã ngắm nhìn những bông lan hài xinh đẹp chắc chắn đều phải trầm trồ ạ. Dễ thuần dễ chăm mọi vùng miền, cô chú anh chị ạ. Rất là dễ thuần dễ chăm mọi vùng miền mà sai bông một cách tự nhiên luôn. Như cái giò này em nghĩ rằng là nó cũng phải có tầm ít nhất là 4 hoa trở lên đấy cô chú anh chị. Hiện tại đang mèo nụ nhá cô chú anh chị nhá. Hiện tại thì đây cô chú anh chị thấy là đang rất là nhiều mèo luôn. Cái chậu này em đang gọi là chậu 24 này, xin phép em được bán là 150.000 cô chú anh chị ạ. 150.000 cho cái chậu lan hài Henry này. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 23 với giá cũng là 150.000. Và chậu 24 này, chậu này rất là nhiều cây luôn ạ. Em bán chậu này 190 nhá. Và chậu 21 ạ. Chậu 21 này cô chú anh chị nhìn thấy là có vẻ ít cây như vậy, nhưng mà ở đây em đang thấy rất là nhiều mèo ở đây này. Đó cô chú anh chị này, một mèo đây, đang hai mèo. Chậu này cũng phải ít nhất là 3-4 mèo trở lên. Đó, chậu này em bán là 150. Tùy cô chú anh chị mình lựa chọn. Và sang bên này đây sẽ là những cây lan hài hồng. Mặt bông của cây hài hồng đây ạ. Thường là khi mà cây hài hồng cho hoa thì mỗi một cây, mỗi một cái cây lan được trồng trong chậu như thế này thì giá chắc là nhiều nơi người ta phải bán hơn 100.000 đấy cô chú anh chị ạ, không dưới 100.000 đâu ạ. Và thường là người ta sẽ chỉ trồng mỗi một chậu 1 cho đến 2 cây thôi. Mặt bông hài hồng này nở hoa khá sát với thời điểm Tết. Thường như là mỗi một cây lan trồng trong chậu như thế này thì đến khi mùa hoa là gần như là mỗi một cây đều cho hoa hết cô chú anh chị ạ. Dạ, chậu này gọi là chậu số 20 ạ, hai cây rất là to cô chú anh chị ạ. Hai cây rất là to, hôm nay em để giá là 90.000 luôn nhé chú anh chị nhá. Hai cây to đùng luôn, hàng này thì cho hoa, đến mùa hoa thì quá xuất sắc luôn. Tiếp theo sẽ là hình số 19. Chậu này cũng là hai cây to bự, em bán 90.000 luôn ạ. Và chậu số 18 3 cây 100.000. Chậu số 17 6 cây gì đó, 5 6 cây gì đó em bán 120.000. Bên này đây sẽ là hài mốc hồng ạ. Hài mốc hồng này thì sẽ nở hoa vào đúng cái thời điểm Tết luôn ấy ạ. Hài mốc hồng phải nói là một cái dòng hoa đẹp ngất ngây luôn ấy cô chú anh chị. Cây thì bé nhỏ thôi nhưng mà khi mà ra hoa thì bông hoa to đùng, rất là to so với thân nhỏ bé của nó. Hàng rời thì khá là rẻ, tuy nhiên khi mà cô chú anh chị thuần được rồi ạ thì nhưng mà làm một cái dòng lan nó khá là khó thuần. Cô chú anh chị mình có thể lấy cho em những cái chậu này em đã trồng rất là lâu rồi nhá cô chú anh chị nhá. Tuy nhiên không bón nên là chậu này nó hơi còi này. Chậu này gọi là chậu 16, em để giá có 50.000 thôi. Rơi vào rất là nhiều cây đấy ạ, nó hơi còi một chút xíu nhá. Và chậu tiếp theo là chậu 15, chậu này thì cây này mập mạp hơn này, em bán luôn với giá là 60.000. Và chậu số 14, chậu này em để giá là 60.000 luôn này cô chú anh chị. Hài Vân Bắc. Chậu lan Hài Vân Bắc số 13. Cây này là chuẩn bị cô chú anh chị về ngắm hoa nhá. Hàng Trung Quốc bán sang bên Việt Nam mình ý, một cây nụ như thế này là xỉ là lên đến 170 rồi ạ. Còn hàng này em trồng rất là ổn định trong chậu như thế này rồi, về chỉ việc tưới nước mà ngắm hoa thôi. Chậu này 220 này, chậu 12, chậu này cũng 220. Chậu này thì cũng đang có một cái mèo nụ ở đây với 3 cây. Và bên này ạ, hôm nay thì em có hai giò kiều trắng duy nhất thôi nhá cô chú anh chị nhá. Và sau cái lô kiều trắng, những cái giò kiều trắng rẻ và đẹp này, hàng này là dòng kiều trắng hàng va ấy ạ. Dòng kiều trắng đột biến nhá, chứ không phải là cái dòng kiều vuông cánh trắng đâu ạ. Cái mặt bông của nó là trắng tinh khôi luôn. Bảo hành mặt hoa nhé cô chú anh chị. Hàng này tất cả là đều đã nở hoa rồi, nên là bên em bảo hành chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị mình. Trước đây là người ta bán theo thân cơ, mà không phải trước đây mà hiện ngay cả hiện tại rất là nhiều nơi người ta vẫn cứ bán theo thân đấy ạ. Đây nhá cô chú anh chị, bảo hành chuẩn mặt bông là dòng kiều trắng đột biến nhé. Dòng kiều trắng đột biến, dòng kiều va nhé, mang cái vẻ đẹp trắng thuần khiết rất là tuyệt vời như vậy. Và ở đây thì em đang có hai chậu để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm về ngắm hoa ở mùa xuân này. Cây này thì đã nở hoa rồi nên là cô chú anh chị mình yên tâm cho em nhé. Chậu cây rất là mập, khỏe, đẹp, lớn như thế này. Chậu này gọi là chậu số 13 ạ. Em bán chậu này với giá sẽ là 270.000 nhé cô chú anh chị. 270.000 cho chậu này ạ. Chậu tiếp theo sẽ là chậu 23. Chậu này sẽ ít hơn một chút xíu. Và chậu này em xin phép được bán 250. Đó, 250 để cô chú anh chị sở hữu một cái giò lan kiều va, kiều trắng rất là đẹp như này. Rồi ạ, cũng là dòng hoa trắng thì cô chú anh chị mình cho ai yêu thích cái dòng hoa trắng đây là những cái chậu lan trầm trắng nhé cô chú anh chị nhá.
một cái dòng lan mà trắng không tì vết, với cái mùi hương thơm phải nói là đã là trầm thì thơm vô cùng luôn rồi, mà riêng dòng trầm trắng thì cái mùi hương thơm của nó lại càng càng tuyệt vời hơn. Cái mùi hương thơm rất là thơm nhưng mà lại không hắc, à, thơm rất là nhẹ nhàng. Một cái chậu trầm trắng như thế này rơi ít nhất 6 thân trở lên đấy cô chú anh chị, dài đẹp như thế này. Giá em đang để có 110.000 cho một giò trầm trắng thôi ạ. Sang bên này đây sẽ là giả Hawaii này cô chú anh chị, nhìn cho em những cái chậu lan giả Hawaii. Quá nhiều thân ạ. Sẽ là những cái tác phẩm vô cùng tuyệt vời khi mà nó nở hoa luôn ạ. Trước đây người ta bán thì cũng là bán hàng Hawaii này cũng bán theo thân, dòng hoa nở thời điểm Tết ạ. Chậu này rơi vào ít nhất là 8 thân. Cây đang đi ngọn khỏe và đẹp như thế này, cứng cáp vô cùng luôn nhá. Giá chỉ có 120 cho một giò. Đấy, giả Hawaii hoa nở vào thời điểm Tết và hoa rất là thơm. Sang bên này đây sẽ là những cái giò lan. Đây sẽ là những cái chậu lan trầm cổ này, hay còn gọi là trầm than củi ạ. Thực ra cái tên của nó là trầm than củi nhưng mà nó đã được giữ giống rất là lâu với cái vẻ đẹp trường tồn theo thời gian. Cái dòng lan thân càng về già thân càng xoắn, chuyển sang một xoắn đỏ và khi mà nở hoa sẽ là hoa cánh sáp đỏ rực rỡ rất là đẹp, đỏ tươi, cánh sáp bóng rất là đẹp như này. Chuẩn mặt hoa như vậy nhá. Cô chú anh chị chăm đạt thì mỗi một thân nó phải dài đến cả 2 mét luôn. Thì một cái chậu lan trầm cổ rơi ít nhất là 8 thân trở lên đấy ạ cô chú anh chị. Quá là đẹp như thế này. Giá là 120 cho một giò thôi nhé cô chú anh chị nhé. 120.000 cho một cái giò lan trầm cổ như thế này. Sang bên này đây sẽ là trầm rồng đỏ ạ. Thân nào thân đấy mập nú luôn. Hàng trầm rồng đỏ thì nó cũng là một cái dòng lan cho hoa vào thời điểm Tết ạ. Nếu mà cô chú anh chị chơi lan lâu chắc đã từng mua thân trầm rồng đỏ với giá khoảng tầm 300.000 một thân đúng không ạ? Thì ở đây ạ, những cái chậu trầm rồng đỏ đẹp như thế này hiện tại em đang để giá là 110.000 cho một giò nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan giả Pháp. Cô chú anh chị ngắm cho em những cái giò giả Pháp, những cái giò quá là đẹp như vậy đúng không ạ? Cây rất là khỏe và thân mập mạp. Chậu nào chậu đấy phải hơn chục thân ngắn dài nhé cô chú anh chị nhé. Hơn chục thân ngắn dài và cũng là dòng hoa sẽ cho hoa đúng vào thời điểm Tết ạ. Thì một cái giò lan giả hạt Pháp như thế này em xin phép được bán với giá chỉ có 130 cho một giò thôi nhé cô chú anh chị nhé. 130 cho một giò thôi. Riêng dòng giả hạt Pháp thực sự nó rất là phù hợp để mà chơi trong những ngày Tết ạ. Và hàng cây đẹp như thế này thì chắc chắn rằng là mập khỏe như thế này, chắc chắn rằng là Tết tới này ạ sẽ cho cô chú anh chị những cái chùm hoa Tết như xuân tới này, có thể cho cô chú anh chị những cái tác phẩm vô cùng tuyệt vời rồi. Quá là xung xuê luôn. Với giá chỉ 130 cho một giò nhé. Sang bên này đây sẽ là những chậu lan 5 cánh trắng họng hồng ạ. Mỗi giò lan rất là đẹp. Cô chú anh chị thấy ạ, thân nào thân đấy mập nú luôn. Trước đây một thân dài khoảng tầm 30cm thôi cũng lên đến vài trăm nghìn. Còn bây giờ cả một cái giò rơi ít nhất là 8 thân cho đến 10 thân trở lên. Đó, cô chú anh chị nhìn này, 8 cho đến 10 thân trở lên. Giá em đang để là 130.000 cho một giò. Cô chú anh chị thấy tìm hiểu nhiều nơi có thể thấy là có những nơi người ta bán rẻ hơn đúng không ạ? Nhưng mà cô chú anh chị có thể nhìn thân cho em nhé. Cây này thân rất là mập đẹp như thế này mà lên đến cả chục thân, 8 cho đến chục thân. Đấy, hàng thì chuẩn hoa nhé cô chú anh chị. Họng hồng trên nền 5 cánh trắng rất là nổi bật như thế này. Có 130 trong một giò thôi, cũng là dòng hoa nở vào thời điểm Tết. Không cần cô chú anh chị kích hoa đâu ạ. Cây sẽ cho hoa rất sai bông một cách tự nhiên. Đó, thân dài mập đẹp vô cùng luôn cái lô này này cô chú anh chị. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan. Bên này sẽ là những cái chậu kiều vuông lộc bắc cô chú anh chị ạ. Những chậu kiều vuông lộc bắc này vừa rồi đã cho những cái chùm hoa rất là đẹp ở Tết cũng như là xuân vừa rồi đây. Đó, hàng thì cây chậu rất là nhiều thân như này này. Giá em đang để có 140 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. 140.000 cho một cái chậu lan kiều vuông lộc bắc nhé cô chú anh chị nhá. Giá bao rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Và sang bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái bảng hoàng thảo vôi ạ. Đây là hoàn toàn là những cái bảng hoàng thảo vôi bắc nhé. Cô chú anh chị mà chơi lan lâu rồi thì không ai có thể dối được cô chú anh chị vôi bắc với cả vôi lào. Thế tại sao phải phân biệt vôi bắc với vôi lào ạ? Bởi vì là cây vôi bắc ấy, thì cái hoa của nó sẽ rất là đậm. Cái hoa của nó sẽ là màu tím đậm, rất là đẹp. Còn vôi lào thì hoa nó sẽ trắng nhạt màu hơn. Vôi là một trong những dòng lan nó chỉ đứng sau trầm thôi về cái hương thơm ạ. Và nó cũng là một trong những dòng lan dễ thuần, dễ chăm. Hoa lại rất là thơm. Dạ, và đây là cái mặt bông của dòng lan hoàng thảo vôi đấy ạ. Hoa vôi bắc nhé, hoa nó sẽ đậm như thế này. Và cô chú anh chị có thể xem cho em là thời điểm hiện tại thôi, cây đang đi ngọn. Nhưng mà mình cũng có thể nhìn theo thấy những cái mắt nụ của nó bắt đầu là trồi lên rồi ạ. Vôi này hoa rất là sai nhá. Giá thì hôm nay em đang để giá những giò vôi này đồng giá là 130 thôi cô chú anh chị ạ.
đồng giá 130 thôi, mà giá hàng cân hiện tại cũng rơi khoảng tầm 280, không dưới 280 1 kg thôi. Đâu ạ? Thì một giò như vậy thì tính ra nó còn rẻ hơn cả hàng cân nhá. 27 130 này, 28 130 này, 29 bán luôn 130, 30 chậu này rất là sum suê luôn ạ cô chú anh chị. Giò này kỳ sum suê. Thì tiếp theo 30 130 nhá. Và 31 cũng là 130 luôn ạ. Những cái giò bảng vôi quá là đẹp như này mà rơi có 130 một giò thôi. Bên này thì em đang có hai cái giò đùi gà tròn vùng Cao Bằng. Đây, cái giò gà tròn, giò hơn chục thân ạ. Em đang để giá có 120 thôi cô chú anh chị nhá. Chắc chắn rằng đến mùa hoa sẽ cho cô chú anh chị những cái chùm hoa quá rực rỡ, rất là nhiều mầm như thế này. Và cô chú anh chị về chỉ việc treo và chờ hoa thôi. Giò bên này sẽ là 100.000. Giò bên này gọi là giò 25 này, giò gà tròn Cao Bằng 100.000 thôi nhá. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò dáng hương đuôi cáo, hàng đã thuần sẵn rồi. Và cô chú anh chị về chỉ việc treo lên và chờ mùa hoa thôi ạ. Cáo vừa rồi thì rất là nhiều những cái mặt bông mà được anh chị chơi lan cả nước, khoe cái mặt bông cáo. Với nói chung là những cái cây cáo thì cùng là một cái khuôn bông như vậy, nó cũng có nhiều khuôn bông cô chú anh chị ạ. Cánh tiên hay là cánh bầu, bầu cánh mai, hồng đậm hay là hồng nhạt, nói chung là nhiều sắc màu đẹp. Cáo hoa thì rất là đẹp luôn, khi mà đến mùa hoa cáo thì thực sự là lên vườn là không muốn xuống luôn ạ. Hình này gọi là chậu 33 này cô chú anh chị này, rất là nhiều thân nhá, khỏe đẹp như thế này. Giò này xin phép em được bán chậu này 180.000 ạ. Cái giò sum suê luôn nhá cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình 34. Cái chậu này em bán là 160.000, cây nào cây đấy, nó là hàng xếp VIP đấy, không chăm được nên em bỏ giá chân thôi. Sang hình tiếp theo là hình 35. Chậu này cũng là ba cây cáo xếp đẹp như này. Chậu này em bán với giá là 160.000 nhá. Chậu số 36 cũng với giá 160.000. Còn sang bên này đây, cô chú anh chị mình cùng em xem những cái cây điệp tím của vùng Cao Bằng. Những cái giò cùng em sở hữu những tác phẩm rất là tuyệt vời, điệp tím vùng Cao Bằng ạ. Điệp tím vùng Cao Bằng trước đây khi mà mặt bông còn điệp còn đang rất là hot ấy, thì cái điệp tím vùng Cao Bằng được rất là nhiều anh chị chơi lan săn tìm đúng không ạ? Với cái cánh hoa sáp bóng và cái môi tuyết rất là đẹp. Bây giờ thì cái cây điệp tím xuống giá, nhưng chắc chắn một điều rằng cái vẻ đẹp của nó, giá trị vẻ đẹp của nó không bao giờ mất đi ạ. Cái giò này gọi là giò 37 nhá cô chú anh chị nhá, có 100.000 thôi cho giò phi điệp tím này ạ. 100.000 cho cái giò điệp tím chuẩn Cao Bằng nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình 38 cũng 100.000. Và hình số 39, cái giò này em bán 80.000. Và giò 40 em cũng bán luôn 40.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là giò 41. Cái giò này là được trồng trên cái thớt nghiến luôn nhá cô chú anh chị nhá, vĩnh cửu luôn ạ, phải nói là như vậy. Một cái thớt thớt nghiến rất là dày như thế này. Đó, chắc chắn như thế này. Đây sẽ là một cái tác phẩm rất là đẹp. Thì cái giò này gọi là giò 41 ạ. Em xin phép bán giò 41 này với giá chỉ có 200.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. 200.000 để cô chú anh chị có một cái tác phẩm điệp quá là đẹp như thế này đi ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 42 ạ. Giò 42, cái giò cũng là một cái siêu phẩm luôn nhá cô chú anh chị nhá. Cái siêu phẩm luôn, đâu đấy cả đến cả hơn chục thân ạ. Sum suê như thế này ạ. Cái giò này xin phép em bán 250.000, 250.000 thôi nhá. 250.000 trời ơi cô chú anh chị. 250.000 để cô chú anh chị có một cái siêu phẩm như này rồi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 43. Cái giò này hàng cũng đang đi ngọn rất là đẹp luôn này. Giò này xin phép bán 180.000 cho giò này. Và sang bên này đây thì em còn có cả những cây lan ám mắt trâu lưng xanh cho cô chú anh chị. À không phải ám mắt trâu lưng xanh mà là những cây mắt đỏ đông la. Cô chú anh chị nhìn kìa. Đó, môi tuyết này và cái mắt của nó. Cái mắt của nó sẽ là cái mắt nhung. Và dưới ánh nắng nữa thì cái mắt của nó sẽ rất là đỏ, rất là đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Cái hình số 47 của chú anh chị mình sưu tầm cây mắt đỏ đông la này. Chỗ mắt đỏ đông la này xin phép được bán là 140.000 ạ. 140.000 cho giò mắt đỏ đông la đáng sưu tầm này nhá cô chú anh chị nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình 46 ạ. Chậu này em bán luôn với giá 140. Và hình số 45 chậu này cũng bán luôn 140 này. Và 44 cũng là 140 luôn ạ. Sau bên này sẽ là những cái cây địa lan quân tử ạ. Với cây địa lan của chú anh chị trồng trong nhà, vừa tạo không gian xanh mà lại khi mà đến mùa hoa thì hoa của nó không kém cạnh bất cứ một cái loại lan đẹp nào đâu ạ. Em đang để giá một cây quân tử như vậy là 70.000 thôi cô chú anh chị nhé. 70.000 cho một cây địa lan quân tử, tạo không gian xanh và là một cái cây lan thanh lọc không khí tuyệt vời ạ.
Nó có thể giúp mình loại bỏ ngay những chất khí độc hại trong không khí và loại bỏ cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi luôn. Nên là khi mà cô chú anh chị sở hữu một cái chậu lan quân tử như vậy thì sẽ tạo ra một cái môi trường thực sự rất là tuyệt vời cho, rất là sạch, rất là tuyệt vời cho những thành viên trong gia đình nhá cô chú anh chị nhá. Cây địa lan quân tử ạ. Và bên này thì em đang có những cây dendro cho cô chú anh chị nào đang cần tìm đến hàng cái dòng dendro chớp bịp nhá cô chú anh chị nhá. Một cái chậu dendro chớp bịp rất là nhiều thân như này này cô chú anh chị. Em bán 150.000 cho một giò cô chú anh chị ạ. Với ít nhất là từ 3 thân, 4 thân trở lên. Bên này sẽ là chè dây này cô chú anh chị này. Chè dây em có đóng gói là 1 kg và đóng gói nửa kg nhé cô chú anh chị nhé. Đây túi một nửa kg chè dây thì nó mang rất là nhiều những tác dụng tuyệt vời luôn ạ. Và chè dây em đang bán với giá 1 kg là 100.000 và nửa kg sẽ là 50.000. Sang bên này đây thì rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này. Vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 2.000 cho kg, rêu rừng 50.000 cho 1 kg, dớn vụn 40.000 cho 1 kg, dớn bảng kích cỡ 13-30 với giá sẽ là 15.000, kích cỡ 20-30 với giá sẽ là 18.000 và kích cỡ là 20-40 với giá là 22.000. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000 ạ. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp. Atonic 12.000 cho một gói. Super Thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Và dưỡng chất AB 80.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000. Liền da Mỹ Tiến 40.000 ạ. Liền da sẹo đen 55.000, siêu da dễ N3M 30.000. Ba loại phân bón thông minh tăng chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000, đặc trị côn trùng với giá là 70.000 một lọ. Kim Kim Bun đặc trị thú nhũn 25.000 một gói, Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi, dây buộc lan chiều dài 100m, rau cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn, phân dê đã qua xử lý, phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi 1 kg cô chú anh chị nhé. Cái dòng này, sản phẩm này cô chú anh chị yên tâm luôn, phân dê đã qua xử lý với giá là 18.000 một kg. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Một lọ tinh dầu hồi như vậy em xin phép được bán với giá là 35.000 cho một lọ ạ. Tinh dầu hồi thì cô chú anh chị biết rằng là từ rất là lâu người ta đã biết sử dụng những cái cánh hoa hồi cho vào món ăn, tạo hương vị và đồng thời tạo độ ngọt và cực kỳ là tốt đối với sức khỏe ạ. Thì từ những giọt tinh dầu hồi chiết xuất hoàn toàn từ những cánh hoa hồi tự nhiên như vậy chắc chắn rằng sẽ đem đến cho cô chú anh chị những công dụng dược liệu tuyệt vời luôn ạ. Như là giảm đau hiệu quả, không gây nóng rát, và đặc biệt là cái mùi hương của nó, thơm của nó thì giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay ạ, bên em đang có nhé. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.